Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry. Mới đây nhất, vụ tấn công vào trụ sở công an xã tại Đắk Lắk đã gây hoang mang cho dân chúng, khiến một số chiến sĩ công an và dân thường tử vong. Tính đến thời điểm mình đang viết kịch bản này, phía công an cho biết có khoảng hơn 40 đối tượng tấn công, trong đó 45 đối tượng đã bị bắt giữ. Dù chưa tiến hành điều tra sâu, nhưng khi vừa mới đọc, đã có nhiều người cho rằng Phunro là những kẻ đứng đằng sau vụ tấn công này. Dù chưa có bằng chứng nào khẳng định, nhưng mỗi khi có vụ tấn công nào hay bạo loạn diễn ra ở Tây Nguyên, thì Phunro luôn là cái tên đầu tiên để nhắc tới. Vậy thì chính xác, Phunro là gì? Chúng muốn gì? Và chính quyền cần đề phòng gì từ tổ chức này? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Seiya, cha đỡ đầu của Phunro. Đầu tiên, chúng ta cần phải quay về khoảng thời gian hơn 70 năm về trước. Thực chất, những cái gọi là Phunro, Việt Tân hay những tổ chức chống phá Việt Nam từ hải ngoại đều là tàn dư từ cuộc chiến tranh Việt Nam để lại. Và chúng thì đều có chung một cha đỡ đầu, đó là Hoa Kỳ, cụ thể là Seiya. Có thể là các bạn chưa biết, trước khi phải cuốn cờ rút khỏi Việt Nam và nhìn thấy trước số phận của Việt Nam Cộng Hòa, thì Hoa Kỳ đã tính đến trước kế hoạch phục quốc cho chế độ này. Chúng được gọi là kế hoạch hậu chiến. Riêng về kế hoạch này thì kênh đã có series riêng, các bạn có thể xem lại. Còn hôm nay chúng ta sẽ chỉ nói về Phunro. Đây chỉ là một phần trong rất nhiều phần của kế hoạch hậu chiến mà thôi. Về cơ bản thì kế hoạch hậu chiến đó là phá hoại Việt Nam lâu dài khi đất nước thống nhất. Lợi dụng chính quyền tại miền Nam chưa vững, Hoa Kỳ sẽ dùng lực lượng cài cắm từ trước tiến hành phá hoại lật đổ, kết hợp với bao vây cô lập làm suy yếu Việt Nam. Trong trường hợp thành công, sẽ đưa chế độ Việt Nam Cộng Hòa và sự hiện diện của người Mỹ trở lại miền Nam Việt Nam. Thế nhưng rất tiếc, kịch bản ấy đẹp nhưng không thể xảy ra. Sau khi Pháp buộc phải rút khỏi Việt Nam theo Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương, chính quyền Ngô Đình Diệm đã chủ trương đồng hóa các dân tộc và áp dụng nhiều chính sách tàn bạo như lê mé chém đi khắp mọi nơi, đã gây ra phản ứng mạnh ở các dân tộc trong Tây Nguyên. Đầu năm 1957, một số người cầm đầu một số bộ tộc ở Tây Nguyên đã thành lập phong trào Bazaraka chống lại chính quyền Diệm. Bazaraka là những chữ đầu ghép lại của bốn dân tộc lớn ở Tây Nguyên là Bana, Zarai, Rade và Cờ Hò. Theo lời tiết lộ của các điệp viên cấp cao từ Seiya, thì chính Seiya là cha đỡ đầu cho phong trào này. Vì khi đó, Seiya đang nắm lực lượng phản động của Vang Pao ở Lào và một số phần tử phản động trong phong trào Khmer Krom và một số phản động ở cả Tây Nguyên của Việt Nam. Trái với người Pháp năm xưa thực hiện chính sách ngu dân để dễ cai trị, thì người Mỹ khôn ngoan hơn rất nhiều. Họ trực tiếp sử dụng văn hóa người bản địa kết hợp với bộ máy tuyên truyền leo lái tư tưởng của người dân bản địa để họ đi theo mình. Mục đích của Seiya là thành lập được một khu vực ở Tây Nguyên tự trị nối liền với khu Tam Giác Vàng, tạo thành một đường dây buôn thuốc phiện từ Myanmar qua Thái Lan, Lào, Việt Nam, Campuchia tới các nước khác ở Đông Nam Á. Chính quyền Mỹ cũng muốn nắm chặt con bài Tây Nguyên tự trị để kiềm chế chính quyền Ngô Đình Diệm. Chính vì vậy, cho nên sau khi đã giật dây cho cuộc đảo chính lật đổ Diệm năm 1963, đại sứ Mỹ ở Sài Gòn lại gây sức ép với Nguyễn Khánh, đòi chính quyền Nguyễn Khánh phải trả lại tự do cho 7 lãnh tụ phong trào Bazaraka đã bị Diệm bắt giam từ trước. Đến năm 1965, Seiya lại vận động các thủ lĩnh phong trào đòi tự trị của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên và Campuchia, thành lập nên mặt trận thống nhất của cuộc đấu tranh các sắc tộc bị áp bức, gọi tắt là Phunro. Sau khi đưa yêu sách đòi tự trị không được chính quyền Nguyễn Văn Thiệu chấp nhận, Phunro đã gây bạo loạn, tấn công quân sự vào hai tỉnh là Phú Bổn và Quảng Đức, hạ sát một số công chức và binh lính của chính quyền Thiệu. Sau cuộc bạo loạn này, Thiệu đã phải áp dụng một số chính sách mị dân đối với các dân tộc Tây Nguyên và đến năm 1967 đã thuyết phục được khoảng 5.000 binh lính cho lực lượng của Phunro hợp tác với chính quyền Thiệu. Đến năm 1972, sau khi nhận thấy tình hình ở Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu không ổn, Seiya đã cấp tốc lên một kế hoạch hậu chiến cho nơi này. Seiya đã hoàn thành kế hoạch hậu chiến ở Tây Nguyên, âm mưu sử dụng Phunro làm lực lượng chống đối trong trường hợp quân đội Mỹ buộc phải rút khỏi miền Nam Việt Nam. Với sự đạo diễn của Seiya, vào giữa năm 1974, lực lượng Phunro đã chuẩn bị sẵn một bộ khung cho cái gọi là chính phủ cách mạng lâm thời cao nguyên miền Nam Đông Dương. Dự định thành lập một quốc gia tự trị nằm trên một diện tích lãnh thổ rộng lớn, bao gồm toàn bộ Tây Nguyên,
một phần đất thuộc lãnh thổ miền Nam nước Lào và miền Đông Bắc Campuchia. Bên cạnh cái gọi là chính phủ cách mạng lâm thời này, thì cơ quan phun rô tối cao gồm có Bộ Tổng Tham mưu và 4 bộ tư lệnh còn chuẩn bị cả một bộ khung cho cái gọi là chủ huy 4 quân khu của phun rô. Trong năm 1974 và đầu 1975, một số đặc phái viên tự xưng là đại diện của Ủy ban Trung ương phun rô đã bí mật tới các tỉnh Lâm Đồng, Tuyên Đức, Đà Lạt để tuyên truyền nhân dân các dân tộc trong các buôn ấp và cả những người làm việc tại các thị trấn, thị xã cùng tham gia tổ chức phun rô. Mục đích là để lôi kéo người dân nhằm đánh lâu dài vào chính quyền sau này. Tháng 3 năm 1975, các lực lượng của quân giải phóng tấn công thành phố Buôn Ma Thuột. Quân Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ chạy tán loạn, vứt lại hàng loạt các vũ khí hiện đại. Phun rô như mở cờ trong bụng, thời cơ để xây dựng lực lượng đủ mạnh và hoàn chỉnh đã đến. Những kẻ đứng đầu của phun rô tại khu vực này đã thu gom nhiều vũ khí do quân Việt Nam Cộng Hòa bỏ lại khi tháo chạy. Âm mưu trong lúc hỗn loạn, tranh tối tranh sáng sẽ cướp chính quyền. Thế nhưng, quân giải phóng đã đi trước một bước. Khi vừa kiểm soát được các tỉnh ở Tây Nguyên, chưa kịp thở được vài hơi, thì quân giải phóng đã mở các cuộc hành quân truy quét phun rô. Trước hỏa lực và quân độ như bão táp của quân giải phóng, chúng đã phải bỏ chạy vào rừng. Sau khi miền Nam hoàn toàn được giải phóng, lực lượng phun rô phát triển tới gần 10.000 người, được trang bị vũ khí do Việt Nam Cộng Hòa tháo chạy bỏ lại, đã gây ra một số vụ bạo loạn trong khu vực Lâm Đồng, Đắk Lắk. Thực ra, ngay trước khi miền Nam được giải phóng, các chỉ huy của chính quyền mới đã biết trước điều này nên không chủ quan mất cảnh giác mà đã chuẩn bị lực lượng để tiêu diệt đám thổ phỉ này. Lập tức, các đợt truy quét sử dụng tới lực lượng sư đoàn được mở ra, kết hợp với cả không quân dội bão lửa trên, phun rô không khác nào con cá nằm trên thớt đã liên tiếp bị đánh tàn nát. Như vậy, phun rô về bản chất được CIA tạo ra với mục đích là ban đầu như một quân bài để kiềm chế Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng về sau, khi nhìn thấy tình hình không thể đảo ngược tại miền Nam Việt Nam, thì CIA đã chủ trương biến phun rô thành một quân bài để phá hoại Việt Nam sau chiến tranh. Thế nhưng, những thế lực này đã bị đập tan ngay từ bước đầu và phải rút chạy vào rừng núi. Vậy nhưng từ đâu mà phun rô có thể tồn tại được cho tới ngày hôm nay? Kẻ đứng sau chúng là ai? Và chúng tồn tại đến ngày hôm nay vì mục đích gì? Hãy cùng xem tiếp video để biết nhé! Quân bài hậu chiến. Việc CIA lên kế hoạch để cài gián điệp ở lại chống phá Việt Nam lâu dài vốn đã nằm trong dữ liệu của các chỉ huy quân giải phóng trước cả khi tiến vào Sài Gòn và tiếp cận với những tài liệu do CIA còn bỏ sót. Và chính vì vậy, ngay từ đầu, phun rô đã nắm trong lòng bàn tay chính quyền mới. Trong khi đem quân sang Campuchia, các lực lượng quân đội, công an đã cùng lúc tiến hành nhiều đợt tấn công truy quét các lực lượng vũ trang phản động phun rô và thu được rất nhiều thắng lợi quan trọng. Nhiều tên phản động đầu sỏ của phun rô đã xa lưới pháp luật. Những nhân vật sừng sỏ bị bắt có thể kể đến những cái tên như Nahariya Yadok, Liang Hokathok, Krajan Haput và nhiều nhân vật khác. Đến năm 1981, lại thêm một loạt các nhân vật quan trọng của phun rô bị truy quét và bắt sống tại trận, trong đó có chuẩn tướng Naigun, người Ede, phó tổng tham mưu trưởng phun rô, đã từng là chuẩn úy từ ngày đi lính cho thực dân Pháp, tiếp đó là được CIA đào tạo. Trước tình hình hàng loạt các đơn vị phun rô bị vây quét, truy lùng, tiêu trừ ở khắp mọi nơi trong khu vực Tây Nguyên và lân cận, đến đầu năm 1980, những kẻ đầu sỏ phun rô đã cấu kết với tàn quân của Pol Pot co cụm lại tại vùng rừng núi Mông Đun Kare, dự định sẽ dùng địa bàn này của Campuchia làm nơi trú chân để củng cố lực lượng, rồi lại tiếp tục vượt biên thâm nhập vào trong nước để hoạt động lật đổ. Thế nhưng, lực lượng của Việt Nam và chính quyền mới của Hun Sen đánh quá nhanh và quá mạnh, khiến cả Pol Pot và Phun Rô phải ngỡ ngàng. Lực lượng tàn quân của Pol Pot cũng tiếp tục tan rã và chuyển sang cả Thái Lan, trốn trong một khu tị nạn tại biên giới Thái Lan và Campuchia. Tàn quân của Phun Rô cũng mất một chỗ dựa quan trọng. Seya lập tức ký nguy cho đứa con đỡ đầu của mình, chuyển những kẻ đầu sỏ Phun Rô sang đất Thái Lan để nương náu, chờ dịp quay trở lại khu vực Tây Nguyên của Việt Nam. Năm 1980, CIA đã chuyển được gần 200 tên phun rô sang đất Thái Lan, lập căn cứ tại Pẹt Ủm. Tại đây, bọn chúng tiếp tục cung cấp đô la và tiền Thái Lan để chi tiêu, nhiều thiết bị thu phát tín hiệu và máy liên lạc vô tuyến điện,
quần áo, vũ khí. Có nhiều vũ khí do Trung Quốc tiếp tế cho Pol Pot cũng được san sẻ để đưa cho tảng quân Phun Rô nương náu trên đất của Thái Lan, để chờ có biến cố thì quay lại Việt Nam một lần nữa. Từ năm 1986 trở đi, thế giới có nhiều biến động. Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa